Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì cửa hàng em lại lên cho các bác những dòng phẩm mà các bác quan tâm nhất, đó là những chiếc quạt Nhật tụ điện. Và hôm nay thì em cũng giới thiệu thêm với các bác về những chiếc lồi Nhật nội địa các bác nhé. Vì là cũng là mùa cuối năm, cũng như là tranh thủ những dịp cuối năm này thì em sẽ ưu tiên một số những chiếc lồi cơm điện đẹp để cho các bác chuẩn bị đón cái năm hết năm cũ chuẩn bị đón năm mới, nên là em sẽ giới thiệu các bác để các bác biết là trên cửa hàng em thì có những dòng phẩm gì, cũng như là lồi cơm điện hàng đấu giá, cũng như là lồi chiên không dầu. Thì là clip hôm trước em lên thì là cũng rất nhiều bác đã chốt hàng, thì các bác cũng rất là quan tâm đến những cái dòng sản phẩm mà cửa hàng em luôn luôn đấu giá và mang đến cho các bác những cái dòng phẩm mà các bác yêu thích, cũng như là những chiếc lồi áp suất nhà em cũng có, nên là còn rất nhiều dòng phẩm khác về hàng Nhật nội địa cũng như là hàng của các nước. Nếu bác nào mà thực sự quan tâm thì chủ động nhấc máy liên hệ với em nhé. Còn đến với cửa hàng em thì là em có đa dạng tất cả các dòng sản phẩm như quạt có sải cánh từ 30, 35, 40 đều có hết, cũng để cho các bác chơi và sưu tầm. Hôm nay thì em sẽ về những chiếc quạt mà có gần như là mới nhất trên cái clip mà em lên hôm nay. Thì em cũng sẽ lên và em cũng báo giá cụ thể luôn để cho các bác quan tâm thì các bác alo cho em nhé. Hôm nay thì em có hai chiếc quạt Sanyo Vua. Đấy. Hai chiếc quạt Sanyo Vua thân dừa có cần gạt và một chiếc vân gỗ và một chiếc mặt vân đá. Thì chiếc vân đá này thì là vẫn ở trong thùng, em chưa bóc ra này. Cùng với một chiếc quạt na xoáy, là xoáy đẹp cánh rêu và hàng VIP nhất, đế vuông. Và một chiếc quạt Sanyo Vua thân dừa, cái dòng cần gạt này, mặt vân gỗ. Và một chiếc quạt Hitachi mà hệ mắt ngọc các bác nhé. Chiếc Hitachi hệ mắt ngọc này thì là các bác biết rồi, các bác thường thấy ở những cái dòng này cùng với những chiếc Hi hay đế thì nó sẽ có cái biểu tượng logo mắt ngọc. Logo mắt ngọc thì những cái dòng sản phẩm này nó là có dòng sản phẩm cao cấp nha các bác nhé. Lồng trước của nó là lồng mạ inox và lồng sau là lồng xi nhũ. Cánh của nó con này là màu xanh rêu. Cùng với lại tiếp theo là cái đây là gọi là mắt ngọc này các bác này. Các bác cứ cứ tìm hiểu những cái dòng Hitachi con nào là mắt ngọc thì các bác sẽ biết thôi. Còn cái việc mà bán hàng của em thì sản phẩm như nào thì em sẽ nói như vậy, như đúng như là em đấu giá về. Đây các bác nhìn này, trước tiên là cái bề mặt đằng trước để các bác thấy được là rất là ok, kể cả chân đế cũng còn rất là đẹp nha. Thân cột, rồi là phần ốp lốc này, sáng này, thân cột không một tì vết nhé. Không một tì vết thì các bác nhìn là các bác biết luôn, không một tì vết này. Hai nữa mặt sàn của nó cũng vậy, mặt sàn cực kỳ là đẹp. Những chiếc này thì em cũng bán rất nhiều rồi. Mặt sàn mà đẹp thì nó khác hoàn toàn. Đấy. Con này thì có 5 số, 4 chế độ gió, là có chức năng sâu ngủ. Cùng với hai đồng hồ cáp và đồng hồ hẹn giờ. Và nút nhấn thu dây là cái dòng full tính năng. Các bác nhìn cái mặt sàn của nó, mặt sàn vân gỗ này rất thích hợp với các bác nhà chơi đồ gỗ nhé, rất là ok. Và thân cột, các bác nhìn thân cột ngang này, bề ngang của nó này, cũng không một tì vết, mà em quay hiện tại như thế nào thì đúng y chang như vậy nhé. Đấy. Tiếp theo này, đây là cái lúm này của nó cũng màu mạ lốc này, thân cột đẹp, nút nhấn thu dây. Và cái dòng này là của nó là các bác nhìn y chang như nào thì em lên đúng như thế nha. Con này tem của nó vẫn còn nguyên, tem bạc, con này dòng là tem bạc nhá. Tem bạc thì nó cũng là đẳng cấp rồi đấy, ngang dọc rồi, không một tì vết trên thân cột, không một tì vết luôn đấy. Không một tì vết luôn. Kiếm những chiếc mà còn mặt sàn mà đẹp như này hiếm, quá là hiếm luôn chứ không phải là hiếm. Vì cái dòng này nó là mặt vân gỗ nên là rất dễ bị xây sát, nhưng mà làm sao mà giữ được những con đẹp như này, cũng như thân cột này. Cổ này, bầu. Các bạn nhìn nhá, bầu trắng loãng trắng ngà luôn, cổ trắng phau.
ốc còn sáng choang. Nói chung là những chiếc quạt mà đẹp như thế này, em khẳng định luôn là độ đẹp như thế này thì tất nhiên cũng có chứ không phải không. Nhưng mà đấy, các bác cứ xem mà các bác cảm thấy ok những cái dòng sản phẩm ở trên cửa hàng em lên nhé. Em bao luôn các bác là zin từ con ốc và không động hề bất kể một cái gì. Tức là những cái chiếc mà nó còn y chang như nào thì nó lên đúng như thế luôn, để các bác được nhìn thấy nhé. Thân bầu trắng nõn cổ vậy. Đấy, những chiếc dòng hy mắt ngọc này rất là ok luôn nhé. Chiếc này có sải cánh là 30 và chiều cao là 90. Đấy là chuẩn chỉ luôn nhé. Chiếc này mã số của nó là 724 và em đang bán ra với giá là 6.500.000 đồng. 6.500.000 đồng các bác nhé. Đây có dấu chấm đây, như là nhiều bác lại tưởng 65 triệu này. 6.500.000 đồng giá là em bán tại cửa hàng. Mà bác nào mà thiện chí thì alo cho em nhé. Bác nào thiện chí thì alo cho em. Đấy. Tất nhiên nó chỉ khác nhau cái màu cánh thì giá trị của nó cũng khác nhau. Ví dụ như cánh mật chẳng hạn, vừa vào trước này thì nó có lên có giá có thể đến 8.500.000. Đấy, 8.500.000 đến 9 triệu cũng tùy theo, tức là nó tùy theo cái màu cánh thôi. Màu cánh xanh rêu thì nó cũng giá cũng hợp lý thôi chứ cũng không đến mức mà là ghê gớm quá. Đấy, nó chỉ tương đương với cánh màu xanh thôi. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ lên các bác chiếc Sanio Vua. Cái dòng Sanio Vua này nó rất là nặng, tức là cái trọng lượng nó nặng như con xoáy luôn. Đấy. Và cái dòng này nó là dòng cánh xoắn các bác nhé. Dòng cánh xoắn, nó là thương hiệu của dòng Sanio Vua thân dừa. Con này thì là mặt sàn vân gỗ, mặt sàn vân gỗ các bác nhé. Và dòng này nó có cần gạt này, đồng hồ phím số này, còn rất là đẹp này, rất là ok luôn này. Có đồng hồ hẹn giờ này. Đấy. Và thân thủ cũng như là mặt sàn này cũng còn rất là ok nhé. Kể cả nước sơn này vẫn là zin đét đẹp luôn, từ thân đế chân đế trở lên cũng như là mặt. Đây là những chiếc này tuổi đời thực sự các bác là nó rất là cao và nó ra đầu tiên của tất cả các dòng Sanio Vua, nên là nó sẽ khác với độ chất lượng của nó khác hoàn toàn. Những dòng này thì nó ra đời rất là gần như là đầu tiên nhé, đầu tiên cho nền tảng của những chiếc Sanio Vua đời sau. Đấy, thân thủ là rất là ok. Và những dòng này thì em sẽ bao lành tít luôn, từ chân đến đầu luôn nhé các bác nhé. Thân cột ok, nước sơn zin. Đấy. Tất nhiên là cái màu của nó thì nó cũng không thể mới, tức là cái độ mới nó không thể mới cao, nhưng nó vẫn còn rất là đẹp. Nên là nó không cũng không chảy trọt quá, hay là nó không bị xây sát lớn quá. Tức là nó chỉ hơi cũ theo thời gian, nhỏ màu theo thời gian thôi. Nhưng mà rất là ok luôn nhé. Thân bầu cổ nó găng sắt. Con này thì là cổ găng sắt, đều có góc trình độ 45, 65 và 100 độ. Đấy, thân bầu, tất cả của nó là ok, zin đét toàn bộ. Và cái dòng này thì gió của nó cực kỳ là êm. Đấy. Các bác nếu mà chơi những cái dòng găng sắt này, các bác cũng có thể là trưng bày được. Vì là nó là một trong những dòng phẩm đẹp để rất nhiều bác muốn sở hữu cũng như muốn trưng bày. Có dòng này là cánh xoắn nhá, lồng trước là lồng mạ, lồng sau là lồng si. Đấy. Những cái dòng Sanio Vua này, vì sao chiếc này thì có giá rất là bình dân nhé. Đấy, hàng đẹp đến đâu thì em bán ra đến đấy thôi. Nói chung là để mà chơi thì em sẽ bao cho các bác là từ chân đến đầu, hàng zin nguyên bản và chất gió cũng như là động cơ rất là chuẩn chỉ luôn. Đấy, con này mã số của nó là 723 và em đang bán ra với giá là 3.500.000 đồng nhé, cho chiếc mặt sàn vân gỗ này. Và của nó là một đồng hồ, giá rất là bèo bọt. Có nghĩa là lôm na là cái dòng này thì các bác cứ tham khảo thoải mái, không có một cửa hàng nào họ bán ra với giá là thấp hơn những chiếc này. Và cái giá hiện tại em đang bán này nhé, các bác cứ tìm hiểu thoải mái luôn. Em bao lành nặng từ chân đến đầu và đầy đủ tính năng, rất là ok nhé. Tiếp theo thì em sẽ lên với các bác một chiếc Sanio. Vì sao chiếc này lại nó có giá trị này cao hơn thì các bác xem này, các bác sẽ từ từ này các bác sẽ hiểu nhé. Tất nhiên là hàng thì là của em là hàng đấu giá rồi, về đẹp thì em sẽ bán đẹp, bán theo đúng giá mà các bác quan tâm. Còn những về mà nó giá nó cũng được bình thường thì em có thể bán lỗ hoặc là bán hòa là chuyện bình thường
nó giá trị của nó khác nhau. Đây cũng là một chiếc quạt mang thương hiệu là của dòng Sanyo Vua. Vì sao chiếc này thì giá nó cũng sẽ cứng hơn một chút, nhưng mà để em nói trước, còn các bác cứ xem nhé, để các bác sẽ cảm nhận được. Đây em cho các bác xem nhé, các bác nhìn. Trước tiên là cái độ sáng rực của nó này, các bác nhìn cái bộ lồng mạ này, con này nó sẽ sáng hơn con này, lôm la là nó sẽ sáng hơn đấy. Và hai nữa, logo của nó cũng sáng, logo của nó thì cũng có hơi sướt nhẹ tí thôi, nhưng cái logo thì nó vẫn sáng choang. Nó cũng là một trong những dòng Sanyo Vua, như các bác nhìn. Nó khác nhau ở điểm gì, nó giống nhau ở điểm gì thì các bác nhìn đây các bác biết. Đây, mặt trước của nó đây, các bác nhìn chưa. Đấy. Thân đế cũng còn đen ống này, các bác nhìn này. Đấy. Thân đế còn đen ống này. Con này thì là nó vẫn còn nguyên mặt vân đá, tức là của nó zin nguyên bản. Các bác nhìn chân đế của nó này. Nha, chân đế của nó này, nước sơn của nó này. Đấy, nước sơn của nó này. Thân cột cũng vậy nhé. Đấy, màu sắc, kể cả là phím số này. Tem nguyên. Kể cả hộp đựng dây này. Thân đế sau trước của nó này. Tem này. Các bác nhìn nhá, tem của nó này, nét đanh như kẻ chỉ này. Đây, phần ốp lốc của nó là sáng choang này. Đấy. Con này là khác, tức là cái kể cả là cái giá trị cũng như là cái đây, các bác nhìn dây cổ này. Ốc vàng chóe. Đây này, cổ gang sắt, nhưng mà nó sao nó lại như này? Sao nó lại đẹp như thế này? Các bác nhìn chưa? Đẹp thực sự luôn. Tất nhiên là về động cơ máy móc thì kể cả cái chiếc này có đắt tiền hơn bao nhiêu chăng nữa thì nó cũng giống y chang con này, không khác nhau một tí nào cả. Về động cơ máy móc và chất lượng gió cũng không khác nhau. Nhưng nó khác nhau ở cái điểm gì? Nó khác nhau đây, các bác nhìn. Khác nhau nhé. Nó khác nhau ở cái điểm gì? Thì các bác nhìn các bác biết này. Vì sao em lại lên hai chiếc để cho nó để các bác thấy được cái độ phân biệt của nó. Tất nhiên là các bác bỏ ra hai lần mua được hai cái này thì các bác sẽ mua được một chiếc này. Đấy. Đương nhiên là nó sẽ phải khác nhau, tức là cái độ đẹp và độ mới nó cũng khác nhau. Chỉ có cái phần là động cơ máy móc là như nhau thôi. Cũng là cần gạt này có chức năng là đảo chiều của gió nhé. Đồng hồ này. Các bác nhìn đồng hồ này. Nhá, đồng hồ mới cứng. Này, mặt này. Đấy. Nó là Sanyo Vua, tất cả các chữ của nó vẫn còn nét. Cũng như là mặt sàn này bóng khứ khự này. Đấy, mặt sàn này, cánh kia cũng trong vắt, cánh của nó cũng trong vắt, nó dòng cánh xoắn trong vắt. Thân bầu cổ kiếc là em bao luôn lành tít nhé, lành tít luôn, sáng rực rỡ, tức là đây cả lồng sau của nó cũng sáng rực rỡ nhé. Đấy, cái gì cũng đẹp, tức là cái phần ốp này bóng khứ này. Đấy, bóng khứ khự luôn. Các bác nhìn cổ nó quang quang luôn, nó đúng là chính thức là quá đẹp luôn. Nếu mà kiếm một con mà còn đẹp như này quá hiếm chứ không phải là hiếm nữa, quá đẹp luôn. Đấy, chơi đồ thì các bác phân biệt được ngay đẹp mới, nó giá trị của nó sẽ khác. Đấy, đẹp của nó tiền nó sẽ khác. Tiền nào thì của đấy thôi. Nhưng bây giờ nhiều khi là em cũng không nói đến cái vấn đề gì, bất kể cái vấn đề gì nhá. Hàng của em như thế nào thì em nhập về mà em cảm thấy ok này, em bán ra là cũng giá hợp lý. Bác nào mà mua được thì mua, mà không các bác cứ xem thoải mái nhá. Vì là những này thì cũng không phân biệt với bất kể một dòng phẩm của cửa hàng nào cả. Cũng như là cửa hàng của em đấy, em lên là em cũng báo luôn đấy, báo luôn là những cái dòng sản phẩm mà nó khác nhau cái gì, giống nhau cái gì và nó lệch nhau ở cái gì nhé. Chiếc này của nó là mã số của nó là 725 và em đang bán ra với giá là 5.500.000 nhé. Bác nào mà thiện chí thì alo cho em nhé. Mã số của nó là 725 các bác nhé. Đấy, giá của nó là 5.500.000.
cũng như là dòng phẩm này thì có giá là 3.500.000 đồng. Hai chiếc này rất là giống nhau, không khác nhau về động cơ máy móc, không khác nhau về cái gì cả, nhưng nó khác nhau về một chút. Đó, đẹp hơn một chút, tiền nó sẽ khác. Cũng như là tiếp theo thì em sẽ lên các bác để các bác rất là quan tâm với những cái dòng la xoáy ở trên cửa hàng nhà em nhé. Đây, đây là những chiếc mà để em dành cho những bác mà đam mê cũng như các bác mà muốn chơi quạt VIP, quạt đẹp. Đấy, quạt đẹp, quạt VIP. Đây, các bác nhìn nhé. Trước tiên là em chưa cần mở ra, chưa cần bỏ bỏ ra là các bác đã được nhìn thấy luôn này. Đấy. Đẹp tắt điện luôn. Đúng rồi, đẹp tắt điện luôn đấy. Con này đấy, con quạt cổ phích cắm rời các bác nhé. Quạt cổ phích cắm rời này. Đấy. Kể cả là từ bên Nhật về phích cắm rời. Đây là dòng này, nó là cao cấp nhất của dòng la xoáy nhá, và nó full tính năng, nó đầy đủ hết. Có nghĩa là đầy đủ hết tính năng luôn, không cần phải nói cái gì nữa. Mới gọi là đập hộp luôn. Thiếu thùng xốp. Hàng trưng bày tại cửa hàng của Nhật. Nhà các bác nhá. Hàng trưng bày tại cửa hàng của Nhật. Tích cắm rời. Vì sao nó lại đẹp như vậy, vì sao nó lại mới như vậy, cũng như là cái giá trị của nó là ra sao. Các bác nhìn này, cánh của nó rực rỡ chưa. Lồng trước của nó là lồng mạ, và lồng sau nó là lồng si sáng nha. Si sáng, các bác biết là si sáng là gì rồi. Hai nữa này, các bác nhìn này, cái chiếc quạt này, màu rêu này, đúng là một chiếc quạt full tính năng, mới két cành cạc luôn. Nó mới là vì là cái tuổi đời của nó rất là cao, nhưng cái nước sơn cũng như là cái phần logo, cũng như là phần phím số, rồi là đồng hồ. Đấy, đồng hồ này là cái dạng đồng hồ cổ nhé, đồng hồ cổ đấy. Đấy. Đấy, đồng hồ cáp, đồng hồ, đây là túp lăng điện tử, túp lăng điện nhé các bác nhé. Đấy, túp lăng điện. Hai nữa là cái, kể cả là cái phần lốc liếc của nó sáng choang. Các bác nhìn này, con này thì đúng rồi, đẹp tắt điện luôn, chứ không cần phải nói câu gì nữa. Đấy, còn nếu nó mà bóng như gương thì nó lên đến cả 20 triệu cơ. Đấy, còn nó bóng đến tầm nào thì các bác cảm nhận được thì các bác alo cho em. Chơi cái dòng đế vuông này thì các bác không kiếm đâu ra những con nó mới đẹp như này. Không kiếm đâu ra được những con mới đẹp như vậy. Đây các bác nhìn này, cái đây là zin nguyên bản này. Riêng cái này là nó giống y chang màu này luôn. Đấy. Các bác nhìn phân biệt luôn được cái tay hồng này nhá. Đấy, phân biệt luôn để cho các bác biết là nó... Riêng túp lăng điện thì là bầu này là vẫn là bầu nhựa nhá. Đấy, nó giống y chang với dòng La Vương. Nó ra đời có trước cả La Vương, và nó là phích cắm rời, phích cắm nối tiếp. Phích cắm rời. Đây là phích cắm rời của nó thì nó có phích cắm theo quạt. Nó có phích cắm luôn. Với cái bộ phích cắm này thì nếu không zin, không theo quạt, thì các bác mua rời nó có giá từ 500.000 trở lên nha các bác nhé. Nếu không theo quạt nào, các bác mua cái bộ phích cắm rời này nó có giá trị là từ 500.000 trở lên. Còn các bác mua hàng bãi thì 100% là không có cái phích cắm này. Đấy, riêng nói thật luôn là không có cái phích cắm này. Đây là phích cắm rời. Và cái dòng này kể cả phích cắm này, em mua, em nhập về, hiện tại vừa về đến cửa hàng là em còn chưa theo vệ sinh. Và cái phích này mà chỉ cần tuốt qua một chút là mướt mượt luôn, trắng phau luôn. Đấy, zin nguyên bản. Và cái như cái bộ dây này thì cũng bán ngoài thị trường, họ đang bán tầm khoảng 500.000. Nếu bác nào không có là phải mua mất tầm 500.000 đấy. Đấy. Hai nữa là những cái lắm xoáy, đây là gọi là con la xoáy nhá các bác nhá. Đây, la xoáy này quá này. Và cái dòng đế vuông này thì nó rất là ít mà nó hiếm, cũng như là cái giá trị của nó thì nói thật các bác là rất nhiều bác cũng muốn săn nhưng mà không săn được, tức là muốn có nhưng không có được. Cái dòng đế vuông này các bác nhìn nó đẹp mức độ như này, đẹp như này,
Chiếc này nó là hàng trưng bày tại cửa hàng của Nhật các bác nhé. Nó là hàng trưng bày. Các bác nhìn cáp dây riếc của nó này. Em chưa vệ sinh nhưng mà dây của nó rất là đẹp luôn. Dây là trắng luôn. Đấy. Dây này chỉ lau qua một chút là đã trắng phau rồi. Không thèm động gì đến mà nó còn đẹp như vậy. Con này thì đẹp từ chân đến đầu luôn. Đúng là đẹp từ chân đến đầu luôn. Các bác nhìn cái đế của nó cũng là... Cái đế của nó cũng làm đúng với cái quâm lên luôn. Đế của nó màu vậy nhá. Đấy, nó liên quan đến cả màu cánh nhá, nên là các bác biết này. Những chiếc mà cái quâm lê mà màu xanh rêu này thì nó phải tương ứng với cái màu cánh này các bác nhé. Đấy là quâm lê. Còn nếu mà cái màu mà của cái quâm lê này, cái phần dưới này mà màu rêu này thì bên trên này mà màu khác là đương nhiên nó không đúng quâm lê nữa. Đây các bác nhìn đây, La Tiona này, các bác nhìn nhé. Đây các bác nhìn nét đanh như kẻ chỉ luôn. Tất cả các chỉ số của nó. Đây là con quạt cổ. Dòng La Xoáy thì dòng này nó ra đầu tiên. Nhá, nó bắt nguồn ra những chiếc quạt La Xoáy đời sau. Một chút, tức là nó có nghĩa là lôm la nó lệch nhau một chút. Đấy. La Xoáy, con này là các bác nhìn nó độ sáng của nó nhìn rực rỡ luôn. Độ sáng rực rỡ. Thực sự là những chiếc quạt mà đẹp như thế này các bác thừa biết rồi. Đấy. Em thì em luôn luôn là vẫn thích những chiếc quạt đẹp để mang đến cho các bác. Lúc nào cũng phải đấu giá và lúc nào cũng phải cạnh tranh. Trên thị trường là gần như cạnh tranh để lấy được cho mình những chiếc đẹp. Đây là lồng si sáng các bác nhé. Dòng si sáng này nó rất giống với lại những của La Vương này. Đấy, La Vương thì luôn luôn là những cái lồng sau của nó là lồng si sáng chứ không phải lồng sơn các bác nhé. Riêng cái dòng này nó dạng như là dòng inox, nó kiểu dạng inox 201 ấy, nên là cái dòng này của nó là nó si vào là si sáng lên này. Cái lồng này rất là bền mà đẹp. Các bác nhé, cả trăm năm sau thì chắc chắn nó cũng không có ảnh hưởng gì đấy, vì là chỉ có là ví dụ mạ thì nó có thể có bị rôm. Còn đâu nếu là dòng lồng si sáng thì nó là tuyệt vời luôn. Nó tuyệt vời luôn. Đấy. Con này thì đúng là hết lấc. Đẹp hết lấc luôn. Những chiếc quạt đúng là bắt nguồn cho những chiếc La Xoáy đời sau. Đúng là tuyệt vời. Con này là full tính năng đầy đủ hết. Không thiếu một cái chức năng gì. Đấy. Những chiếc này thì các bác mà muốn đam mê, muốn chơi, muốn trưng bày thì là sử dụng những cái dòng này thì là rất là đẳng cấp rồi. Đấy. Quá đẳng cấp luôn. Dây này em còn chưa làm nào nữa, nhìn nó đã trắng như này. Cái màu đây là màu cánh nhá, cánh rêu nó phản ra đây nhá, chứ không phải là các bác nhìn này các bác này. Lại lầm với lại ấy là rất là khó nhá. Các bác nhìn này, đây dây của nó thực tế này. Nó không phản được của cái màu cánh rêu ra đấy. Bầu nó đẹp tuyệt vời luôn. Cái dòng này nhá, nó là bầu nhựa thôi, nhưng mà riêng cái dòng bầu này ấy, của nó, chất nhựa của nó ấy, còn hơn nhựa PVC luôn. Dẫm chỉ có bẹp thôi, không bao giờ có chuyện vỡ. Nên là nó khác. Kể cả bác dùng 100 năm giả da cũng không nghĩ gì. Con này đã có tuổi đời cũng gần 100 năm rồi mà nó còn ok như thế này. Cái bầu nó đẹp như này nên không phải nghĩ ngợi gì nhé. Đấy, chất lượng. Vì là nó liên quan đến túc năng điện thì bắt buộc người ta phải sản xuất nó ra là nó phải là bầu nhựa. Túc năng điện thì nó không như cơ. Nếu mà túc năng cơ thì là nó sẽ, người ta sẽ sử dụng bằng gang sắt, nhưng mà túc năng điện thì người ta sẽ không sử dụng bằng như vậy. Đấy, những chiếc quạt đẹp tuyệt vời luôn, đế chân đế vuông. Đấy. Và chiếc này thì em cũng đặt mã số và cũng báo giá luôn, vì là em cũng chả bao giờ, nhà em cũng chả bao giờ là úp mở với cái dòng sản phẩm nào cả. Báo các bác ưng thì các bác mua, mà không ưng thì các bác cứ xem. Đặc biệt là cứ các bác nào ưng thì alo cho em. Còn các bác không thì các bác cứ xem thoải mái nhé. Chiếc này thì em cũng đặt mã số luôn. Mã số của nó là 726 và có giá là 9 triệu đồng. 9 triệu đồng cho dòng phẩm này em báo giá luôn chứ không có úp mở. Cánh rêu thì các bác biết rồi. Không riêng cái bộ cánh này nó cũng đã giá của nó đã khác rồi. Chứ không có như cái dòng bình thường. Đấy. Bác nào quan tâm với bộ cánh rêu mà đẹp quâm lê của nó cũng vậy này. Kể cả chân đế. Trần đế trước này thì có khi em lật lên em cho các bác xem luôn. Các bác nhìn. Mới tinh luôn. Tem mác còn nguyên. Nha. Đấy. Trần đế của nó đẹp như vậy.
chân đế còn bóng liễng luôn. Đấy, dùng những chiếc như thế này thì mới sướng các bác nhé. Bác nào mà thực sự quan tâm thì alo cho em. Đấy. Bác nào nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hẹn các bác ở những cái video clip sau thôi, vì là những cái dòng này không mấy khi mà có. Trên clip này thì em cũng sẽ giới thiệu với các bác sơ qua về những chiếc lồi cơm điện và có dung tích từ 1 lít cho đến 1,8 lít. Hôm nay thì em có 2 chiếc thì em cũng sơ qua thôi, còn bác nào mà quan tâm đến thì alo cho em, còn bác nào mà muốn sử dụng cái dòng phẩm nào thì tùy. Đây là một chiếc quả lồi Zuji hệ Mammut các bác nhé. Zuji Mammut là một trong những thương hiệu nổi tiếng của người Nhật và có đến 24-25 chức năng nấu khác nhau nhé. Cơm, cháo, gạo, lứt và tất cả các tính năng đầy đủ hết. Và dòng Zuji này là nó mang tính chất là hệ giảm đường các bác nhé. Đấy, giảm đường trong gạo, nhất là các bác mà bệnh tiểu đường, huyết áp, rồi là có bệnh nền thì sử dụng những dòng này rất là ok. Một là các bác mua về cho bố mẹ mình sử dụng, hai là biếu tặng trong cái dịp cuối năm này, rất là hợp lý luôn. Chiếc này thì dòng này nó gọi là sản xuất năm 2016 nhá, 2016 phiên bản đặc biệt, rất là đặc biệt vì nó đầy đủ tính năng. Đấy, màu mặt của nó là màu mận chín đẹp, thân thủ đẹp. Và em bao luôn là lành nặng, cũng không như là bể vỡ, không có bị chầy chọt sất xước hay là bể vỡ gì. Tức là nó chỉ là cũ một vài điểm gọi là bằng đầu kim sợi chỉ thôi, vì cũng không tránh được, kể cả nhất là cái lồi mới mình bỏ bóc trong xốp ra nó vẫn có những cái một cái vài cái điểm nhỏ nhỏ, không tránh được. Nhưng mà em quan trọng nhất là em bao zin và bao luôn cả chức năng hoạt động của nó luôn. Con này là màn hình nét nhá, em không cắm điện nhưng mà đây nó là màn hình nét. Đấy, màn hình của nó cực kỳ là đẹp luôn. Con này là có dung tích là 1 lít và dòng xoong hai đáy. Dòng xoong hai đáy. Đấy. Các bác nhìn nó mới cứng, các bác nhìn. Đấy. Mới cứng luôn, như là chưa sử dụng. Rất là đẹp luôn. Các bác nhìn. Bóng liễng liệng luôn. Đấy. Hàng này nó thực sự với các bác là bên Nhật thì họ chắc chắn là chỉ xài lướt thôi. Xài lướt thôi nên nó đẹp, giòn còn xanh biếc nhé. Giòn còn của nó còn xanh này. Đấy. Những chiếc lồi đẹp như này nhá, em nói thật luôn là các bác cứ đấu giá hoặc là các bác muốn tìm ở bên Nhật ấy, còn nhiều lúc còn khó, chứ không phải là những chiếc mà đẹp như này. Lòng mề đẹp nhá. Lòng mề mướt mượt này. Và cái xoong của nó rất là nặng. Tức là cái dòng này của nó, xoong của nó cực kỳ là nặng luôn. Đấy. Và tổng của chiếc lồi này nó nặng gần 10 kg cơ mà. Bản thân nó chưa có cho gạo nước gì, nó đã nặng gần 10 kg này, các bác nhìn. Hàng xoong của nó là cái loại Balatulum này, là nó cái dòng rất là chất lượng. Thân kể cả là xoong giếc của nó, đáy điếc đẹp nhá, cũng không có chầy chọt gì. Đấy, lòng mề đẹp, mướt mượt này. Các bác thấy nhá. Những chiếc mà 2016 mà hàng đấu giá này cực kỳ là đẹp, rất là chất lượng. Đấy. Với những chiếc này ấy, bác nào mà thích làm quà biếu tặng đẳng cấp luôn nhé, làm quà biếu tặng đẳng cấp luôn. Đấy. Dòng này thì em đang bán ra với giá là 4.800.000 đồng nhé. Giá em bán tại cửa hàng giá 4.800.000 đồng. Bác nào mà thiện chí thì alo cho em, còn các bác cứ tham khảo trên thị trường nhé. Còn những cái loại mà đồ hàng bãi, hàng ấy thì em không để ý làm gì cả. Các bác mình muốn mua những cái dòng hàng bãi thì các bác sẽ khác, tức là cái sự bảo hành nó không có. Những cái dòng sản phẩm này em bảo hành cho các bác là trong vòng 3 tháng nhé. Nếu mà lỗi do cửa hàng thì cửa hàng sẽ bảo hành cho. Còn nếu các bác không may các bác về các bác sử dụng mà các bác làm rơi, bể vỡ hoặc là cắm nhầm điện thì em cũng sẽ hỗ trợ các bác, giúp cho các bác. Còn cái đấy thì các bác phí hết bao nhiêu thì các bác bỏ ra nhé. Em bán có những chiếc 2 năm nay rồi nhưng mà không may lỗi em vẫn hỗ trợ bình thường. Các bác nên các bác muốn sở hữu thì cứ alo cho em. Tiếp theo thì em sẽ lên các bác. Chiếc này là có dung tích 1 lít.
1,8 lít các bác nhé. Đây là một chiếc quạt, chiếc lồi tô vuông. Em vẫn cứ hay nhầm với quạt, tức là một chiếc lồi tô vuông. Lồi tô vuông này thì là có dung tích là 1,8 lít và sử dụng cho từ 6 đến 8 người ăn. 6 đến 8 người ăn là rất là thoải mái luôn nhé. Hai nữa là cái về hình thức của chiếc này nó còn rất là ok. Em bao luôn là lành lặn, còn đâu chuyện bể vỡ là không có. Từ còn một vài vết xây sát nhỏ do thời gian hoặc do thời gian hoặc do vận chuyển thì không tránh được, tức là nó giảm hay xước xước, đại loại là xước xước thì không tránh được, nhưng mà nó rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Đấy. Kể cả là gioăng, các bác nhìn gioăng còn xanh biếc này, lắp hơi đẹp nhá. Đấy. Mặt sàn, mặt của nó này, phần lốc này. Đấy. Những chiếc này em còn không nói thực sự với các bác là về em cũng không có thời gian để vệ sinh đâu. Em chỉ test thấy cảm thấy ok là em lên thôi. Chứ còn nếu mà lau chùi vào đây bóng bẩy một chút nữa thì nhìn nó sẽ rực rỡ hơn. Đấy. Những chiếc mà lồi mà đẹp như này có dung tích 1,8 lít này. Đấy, tầm cuối năm này thì rất nhiều bác cũng muốn về quê ăn Tết hoặc là muốn mua về cho mình, cho gia đình nhà mình một chiếc con lồi đẹp. Mà kể cả bác nhìn cái lòng mề của nó này, bóng mướt, không có một vết bong chóc gì nhá. Đấy. Hai nữa là các bác nhìn cái son của nó này. Đây là son 1,8 lít các bác nhá. Son 1,8 lít đẹp như thế này các bác kiếm ở gần như là hiếm luôn, không có ở đâu ra những chiếc son mà đẹp như này. Đấy, đẹp son quá đẹp luôn và dày và lặng, 1,8 lít lặng gần 2 kg cho chiếc son dày đẹp này. Lòng mề ok nhá các bác nhá, lòng mề ok hết. Đấy. Những chiếc này đúng là đẳng cấp luôn. Đẳng cấp thực sự luôn. Đây. Con này là công suất của nó là 1400W nhá. 1400W và dùng điện 100V, các bác chú ý là dùng điện 100V nhá. Có dung tích là 1,8 lít. Đấy. Nhiệt độ nó cao nhất của nó là 167 độ C. Lè cơm quá là đỉnh rồi. Nói chung là lên đến nhiệt độ 167 độ C thì các bác biết rồi, chất lượng thực sự luôn. Đây là về cái đây, về thành vách thân thủ của nó đây. Các bác nhìn thành vách không có một vết méo bẹp ở trên thành vách này nhá các bác nhá. Không có một vết méo bẹp nhá trên thành vách này. Thành vách quá đẹp luôn. Các bác kiếm những con mà có thành vách đẹp như này cực hiếm luôn. Thực sự các bác cứ xoay những chiếc hàng bãi thì các bác biết. Đố các bác kiếm được một chiếc mà nó còn đẹp tròn chỉ như những dòng này. Đấy. Hàng đấu giá tuyệt vời luôn. Đấy. Quá là tuyệt vời luôn. Đấy. Như chiếc này thì là hiện tại là em đang bán ra với giá là 4 triệu đồng. Đấy, 4 triệu đồng là giá bán tại cửa hàng. Còn bác nào mà thiện chí thì alo, còn không thì các bác cứ xem. Còn các bác muốn mua cái dòng rẻ thì em cũng không nói làm gì. Nhiều nhà em thì em bán như vậy, đẹp đến đâu thì em bán ra đến đấy. Còn bác nào ưng thì alo cho em nhé. Còn các bác mà quan tâm đến bất kể một dòng phẩm nào trên cửa hàng em, nhà em thì cái lồi chiên không dầu là hiện tại lồi chiên không dầu của Đức có dung tích từ 10 lít, 15 lít là em đang về. Có cả lò 15 lít. Đấy, cũng đang trên đường về. Ngày mai là clip ngày mai em sẽ lên cho các bác thêm về những chiếc lò nướng có dung tích 15 lít các nhá, để các bác tham khảo cũng như là các bác muốn sử dụng cho mình trong nhân dịp cuối năm này. Các bác là quan tâm đến đâu thì alo cho em theo số điện thoại 0975067846 nhá. Zalo của em cũng như vậy. Em xin hẹn các bác ở video clip sau.